nghèo, làm thay đổi cuộc sống của bà con nơi đây. Từ 2000 trở về trước thì vấn đề nhận thức của người dân thì còn hạn chế là về cái việc trồng rừng cũng như là phát triển rừng là còn hạn chế, thiếu các cái thông tin. Bây giờ thì một số hộ dân nhận rừng thì cũng chỉ bỏ đấy để mọc cỏ thôi, là bỏ đấy thôi. Thì trong việc đó, thời điểm đó thì hộ nghèo cũng rất là nhiều, đặc biệt là nó phải rơi vào 80% hộ nghèo. Nhưng mà đến nay thì ta không đạt là giảm nghèo rất là nhanh, nhưng đặc biệt là dựa vào những cây phát triển cây keo cũng như các loại cây lâm sản khác, quý và sa mộc. Đây là một cái thu nhập rất là cao. So sánh với các năm trước hiện nay giảm nghèo, với đối với Đà Lạt hiện nay thì có vừa thống kê thì có 11% nghèo. Là bí thư chi bộ, trưởng thôn trẻ Nam Động, anh Triệu Cắm Hào ở thôn Khe Màn, xã Đồn Lạc, huyện Ba Sẽ không chỉ đi đầu phát triển kinh tế rừng mà còn chia sẻ cho bà con trong thôn lựa chọn những giống cây trồng phù hợp với đất đai địa phương, hướng dẫn bà con cách trồng chăm sóc nên nhiều diện tích rừng của bà con luôn sinh trưởng phát triển rất tốt. Nhiều hộ được anh giúp đỡ trồng rừng này đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Gia đình bà Lý Thị Soan, thôn Khe Màn, xã Đồn Đạt, vốn là hộ nghèo. Mặc dù gia đình có đất rừng, nhưng trước đây chưa biết chọn cây trồng gì cho phù hợp. Từ chủ trương của huyện, từ sự tuyên truyền vận động của xã, bà Soan đã mạnh dạn đầu tư trồng cây keo tài tượng. Sau nhiều năm trồng, cần cù chịu khó chăm sóc, cây keo đã mang lại thu nhập cao, giúp gia đình bà Soan vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trước nhà tôi nghèo lắm, quanh năm chỉ biết làm ruộng thôi. Từ ngày được cán bộ thôn bà tuyên truyền vận động trồng cây keo, nên giờ có cây bán, có thu nhập, cuộc sống gia đình đã khá hơn rồi. Khe Màn là thôn có diện tích đất rừng lớn của xã Đồn Đạc. Bên cạnh tuyên truyền người dân trong thôn đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, cán bộ thôn còn tăng cường công tác tuyên truyền bà con thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hành khô. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn không xảy ra vụ cháy rừng nào. Chúng tôi ở đây thường xuyên được cán bộ thôn tuyên truyền về phòng chống cháy rừng. Mùa hành khô, chúng tôi tích cực quét đường băng, phát dọn thực bì để không xảy ra cháy rừng. Chúng tôi ở thôn thường bảo con